Rồi, chào các bác. Nay em gửi đến các bác bộ dàn Kenwood. Model của nó là XRD SK3MD. Bộ này chạy full chức năng nha. Hình thức cũng còn tương đối không đẹp lắm. Các chức năng của nó là CD, MD, AUX kết nối điện thoại, TV, máy tính, AM, FM 90, tần số 90MHz nha. Test đĩa CD. Vâng, và sau đây thì Cẩm Ly muốn gửi đến tất cả quý vị khán giả bộ này chỉnh bass kép trên robot nha. Bài hát này có tựa đề là Ngày Xưa Hai Đứa, nhưng mà lần này thì đạo diễn là dàn dựng bài hát này theo một phong cách Nhật. Bài hát Việt Nam mà dựng theo phong cách Nhật Bản. Dạ đúng, hoàn toàn 100% là nhạc Việt Nam ạ. Mời quý vị cùng thưởng thức Ngày Xưa Hai Đứa. Okay.
chức năng AirWith kết nối điện thoại chạy ok luôn, nên em không test làm gì. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem.